Trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều loại thuốc liên quan cũng được săn lùng. Từ đây, các đối tượng kinh doanh gian lận cũng tung hàng trôi nổi ra thị trường. Mới đây, một lô hàng hơn 3.000 hộp thuốc điều trị COVID-19 nhưng không có hóa đơn chứng từ đã bị phát hiện tại Hà Nội. Đội quản lý thị trường số 17, Cục Quản lý thị trường phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội bất ngờ kiểm tra một cơ sở kinh doanh trên phố Trung Phụng, quận Đống Đa. Lực lượng chức năng phát hiện hơn 3.000 hộp thuốc có chữ nước ngoài nhưng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Thậm chí có cả một số loại thuốc Monopiravir đặc trị COVID-19 có nguồn gốc từ Ấn Độ nhưng không có tem nhãn phụ, không có hướng dẫn sử dụng. Chủ hàng khai nhận đã mua số thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 này trên mạng xã hội về để bán kiếm lời. Theo cơ quan chức năng, số thuốc này có hình dạng giống loại thuốc Liên Hoa Thanh Ôn nghi nhập lậu từ Trung Quốc. Hiện đội quản lý thị trường số 17 đã lập biên bản tạm giữ hơn 3.000 hộp thuốc và số tân dược nói trên để giám định và tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.